Limosa. Chào mừng các bạn đến với Limosa. Hôm nay Limosa sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nồi áp suất điện Sunhouse, một thiết bị nhà bếp đang được mọi người rất ưa chuộng sử dụng trên thị trường hiện nay. Hãy theo dõi và tìm hiểu những tính năng mới của sản phẩm này cùng Limosa nhé. Cùng bắt đầu thôi nào. Cấu tạo bảng điều khiển nồi áp suất điện Sunhouse. 1. Núm xoay điều chỉnh, dùng để chọn chế độ nấu và khởi động quá trình nấu. Núm xoay được chia thành các vị trí khác nhau, mỗi vị trí tương ứng với một chế độ nấu cụ thể. Nấu cơm, cơm thường tiêu chuẩn 12 đến 18 phút. Cơm ngũ cốc 15 đến 35 phút. Cháo ngũ cốc 25 đến 50 phút. Cháo trẻ em 30 đến 45 phút. Làm bánh 35 đến 38 phút. Hải sản 5 đến 15 phút. Thịt heo thịt gà 15 đến 25 phút. Thịt bò thịt cừu 30 đến 45 phút. Gân 35 đến 50 phút. Nấu canh 30 đến 45 phút. 2. Chế độ giữ ấm sẽ được kích hoạt sau khi thời gian nấu kết thúc. Thao tác khi sử dụng nồi áp suất điện Sunhouse. 1. Chuẩn bị nấu. Bước 1. Lắp khay hứng nước thừa, kiểm tra xem khay hứng nước đã được lắp vào hay chưa. Nếu chưa, lắp khay hứng nước thừa vào đúng khớp. Bước 2. Mở nắp, nắm chắc tay cám trên nắp, tay còn lại cầm vào một bên tay cầm trên thân nồi và xoay theo chiều kim đồng hồ để mở nắp. Bước 3. Cho thực phẩm vào nồi, lấy lòng nồi, cho thực phẩm đã chuẩn bị vào lòng nồi. Bước 4. Đặt lòng nồi vào trong nồi, mâm nhiệt sạch và khô trước khi sử dụng. Bước 5. Đóng nắp, đảm bảo rằng răng chống tràn đã được lắp chặt vào với nắp nồi. Xoay nắp ngược chiều kim đồng hồ để đóng nắp đến khi chật. Bước 6. Lắp đặt van xả áp để van xả áp hạ xuống trước khi bắt đầu nấu. 2. Chọn chức năng nấu. Bước 1. Cắm nguồn. Bước 2. Xoay núm đến vị trí chức năng tương ứng hoặc chọn thời gian nấu theo bảng hướng dẫn thời gian nấu. Bước 3. Núm xoay chuyển dần về vị trí off. Quá trình nấu sắp kết thúc, đèn chuyển sang nút giữ ẩm. 3. Mở nắp và lấy thực phẩm. Bước 1. Khi nấu các thức ăn lỏng, súp, cháo, không được chạm vào van xả áp suất hoặc van giới hạn áp suất, phải đợi phao áp suất rơi xuống thấp mới được mở nắp. Bước 2. Khi nấu các thức ăn không có nước, ấn và giữ nút xả áp trên nắp nồi cho đến khi áp suất được xả hết ra ngoài. Bước 3. Khi mở nắp, giữ tay cầm trên nắp nồi và xoay theo chiều kim đồng hồ để mở nắp. Lưu ý khi sử dụng thiết bị. 1. Rút ổ cắm ra trước khi rửa, di chuyển hoặc sửa chữa sản phẩm để tránh bị điện giật. 2. Ngưng sử dụng nếu dây cắm bị hỏng, rắc cắm lỏng lẻo để tránh bị giật, cháy. 3. Không đặt nồi lên nguồn lửa trực tiếp, giữ thiết bị tránh xa lửa hoặc những nguồn nhiệt khác. 4. Không đặt thiết bị ở những vị trí bấp bênh, ẩm ướt, dễ cháy hoặc dễ bị cháy như mặt bông, miếng nhựa, thảm len. 5. Không được sử dụng lòng nồi khác để thay thế nồi đi kèm với sản phẩm để tránh gây hỏng hay hư hại sản phẩm. 6. Kiểm tra kỹ van áp suất, van an toàn, van xả áp trước khi nấu để đảm bảo chúng không bị tắc hoặc bít thức ăn hay những vật khác. 7. Nếu van áp suất không hạ xuống hoàn toàn hoặc nắp khó mở thì không nên cố mở. Hãy gửi sản phẩm đến trung tâm bảo hành để tránh nguy hiểm. 8. Không đặt các loại hộp, lon chứa thực phẩm vào nồi để tránh nguy hiểm. 9. Không nhúng hoặc ngâm sản phẩm vào nước để tránh bị chập bạch hoặc giật điện. Vệ sinh thiết bị bảo quản thiết bị. 1. Không sử dụng những vật cứng, xăng dầu hoặc chất tẩy rửa chứa axit để vệ sinh nồi. 2. Lau sạch thân nồi bằng miếng vải mềm ẩm, không chà sát hoặc nhúng thiết bị vào nước. 3. Vệ sinh toàn bộ khay hứng nước, nắp nồi, lòng nồi để tránh gây mùi hôi khó chịu. Với cách hướng dẫn sử dụng nồi áp suất điện Sunhouse, Limosa hy vọng rằng bạn sẽ có thêm kinh nghiệm hữu ích để có thể sử dụng nồi áp suất điện dễ dàng nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo những video khác của Limosa. Bạn có thể kích vào đường link dưới phần mô tả nhé. Hãy theo dõi Limosa để biết thêm nhiều thông tin bổ ích. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc nào, hãy để lại câu hỏi dưới phần bình luận. Limosa sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc mà đang gặp phải nhé.